Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với mạng Studio. Um, đây sẽ là một cái video mà theo mình là hoàn toàn mới, đây là cái series có tên gọi là Sướng không. Um, bình thường anh em hay nói là mạng Studio sẽ chỉ làm về mấy cái kiểu như là unbox rồi là review kỹ thuật benchmark rồi những cái mà nó chuyên sâu ấy, nó sẽ phù hợp với cả những anh em mà muốn tìm hiểu sâu về một cái sản phẩm muốn uh, tìm hiểu kỹ càng nhưng mà với đa phần người dùng thì đa phần người anh em muốn mua laptop ấy, thì chỉ quan tâm là cái laptop này dùng có sướng không. đó, cho nên là bắt đầu từ cái C này thì uh, mình sẽ làm những cái video để hướng về cái việc là anh em có mua máy nó có thích không, nó có phù hợp với anh em không và nó có nên mua không. chứ còn chúng ta sẽ không làm sâu về mặt kỹ thuật nữa. và tất nhiên rồi khi mà nói về cái sướng không ấy thì cái mở bát, cái mở màn đấy thì chắc chắn sẽ là, là một cái rất là sướng. cho nên là mình đã mang đến đây cái chiếc laptop là HP Spectre X360 phiên bản 13 inch mới nhất của HP Với cấu hình cao nhất Tất cả các trang bị đều là kinh khủng nhất Để cho anh em xem thử là chúng ta khi mua chiếc laptop này Với cái trị giá khoảng đâu đó khoảng 4 đến 50 triệu ấy, Thì chúng ta có sướng không nhé Và bây giờ đó chính là Intro Come. Và như thường lệ ấy, ở trong mọi video thì bây giờ chúng ta là Unbox đúng không? Nhưng không phải, đây hôm nay chúng ta trải nghiệm cơ mà ờ, Trải nghiệm ấy Đầu tiên Đó đập vào mắt chúng ta đó chính là màn hình ấy ờ, Tôi nói thật với anh em nhé, sau khi dùng cái chiếc màn hình của HP Spectre x360 ba inch phiên bản chính hãng Việt Nam này ấy, Thì Tất cả những cái chiếc laptop khác của anh em ấy, anh em sẽ cảm thấy Thôi nên vứt vào sọt rác đi Đó tại vì sao? tại vì cái chiếc màn hình này ấy, nó chỉ là 13 inch với tần số quét là 60hz thôi máy văn phòng mà. nhưng 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 nha, đây ấy, cái chiếc màn hình này ấy, có độ phân giải đó chính là 4k uhd đó và cái giải phủ màu đó chính là 100% dci p3 và sau khi cái chiếc laptop này ấy, mà được đi cân màu về ấy, thì cái À, độ chính xác của màu, cái độ sai màu delta e thì nó chỉ có khoảng sấp xỉ một thôi tức là nó rất 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 đẹp và chính xác thêm nữa ấy, là cái chiếc màn hình này có cái độ sáng đó chính là 400 nít tức là chúng ta đã có thể trải nghiệm được những cái nội dung HDR rồi và từ từ đó vẫn chưa hết nhá sướng nó là như thế nào anh em nhìn thấy nha đó đây là cái chiếc màn hình đúng không quang sẽ gầm ngược lại này đó chúng ta là màn hình 360 độ đúng không x360 mà và chưa hết ý khi mà chúng ta gập ngược lại như thế này mà nhớ nếu mà chúng ta ngồi dọc thì như thế nào? Ok chưa anh em? Đó, chúng ta có cảm biến để tự xoay dọc màn hình luôn và từ từ nhá, cái màn hình này ý, nó sẽ sử dụng là kính cường lực Gorilla Glass NBT chứ không phải là những cái kính cường lực phổ thông giúp cho cái quá trình mà cảm ứng hay là Uh, anh em chạm chiếc các thứ trên này ấy, đa chạm như này ấy, thì nó sẽ rất là mượt rất là chính xác rất là nhanh và mướt nữa trời ơi sướng anh em ạ à. rồi uh, nếu 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 nhá nếu nha nếu cái màn hình mà 4k uh, UHD DCI-P3 100% và độ sáng 400 nit chưa làm cho anh em cảm thấy sướng, chưa làm cho anh em cảm thấy thích thú ấy, thì tôi sẽ đưa ra thêm một cái lý do nữa để cho anh em thích cái chiếc laptop HP Spectre Xbox 60 13 inch này đó chính là cái sự bảo mật đó ok à, bảo mật đi thì nó không phải là một cái gì cao siêu đâu về cơ bản nhất ý, đó chính là cái quá trình mà chúng ta khóa và chúng ta bảo vệ cái dữ liệu cá nhân đó thì ở đây là quang đã sắp xếp sẵn cái bảo mật rồi thì quang đã cài đặt ở đây đó chính là bảo mật vân tay và bảo mật nhận diện khuôn mặt để unlock máy tính rồi nhá chúng ta sẽ lock này đó và đây đúng không anh em đã nhìn thấy là nó có cái biểu tượng cái mắt này ở đây là để nó đang tìm kiếm nó đang face, uh, face recognition uh, cái mặt của quang đấy tuy nhiên thì bây giờ chúng ta sẽ thử bằng vân tay sẽ đi vân tay này đó ok nhanh chưa anh em tuyệt đúng không cái này chắc chắn là nó sẽ tiện hơn gấp n lần so với việc anh em ngồi gõ password dài khó khăn và khó nhớ đấy nhưng cái này vẫn chưa phải tiện nhá nếu nếu anh em đeo vân tay nếu vân tay của anh em nếu vân tay của chị em đi những người nội trợ nó không được chính xác cho lắm thì chúng ta sẽ như thế nào nào bây giờ chúng ta sẽ sử dụng mở khóa bằng khuôn mặt nha đó và chúng ta ấn enter đó nghe thấy chưa đó cái việc là nó nhận diện rất là nhanh chúng ta chỉ cần nhìn thôi là đã mở khóa được rồi Wow. Thì đây chính là cái sự tiện lợi về mặt bảo mật Về mặt mà khóa cái chiếc laptop của chúng ta Bằng những cái dữ liệu sinh trắc học mà không thể bị uh, bẻ khóa bằng những cái phương pháp thông thường uh, Thêm nữa ấy, thì cái chiếc laptop này ấy, uh, khoảng hơn 40 triệu cơ mà chúng ta sẽ có cái gì đặc biệt nữa nhỉ chúng ta sẽ có cái nút mà Quang gọi là khóa webcam bằng cơm What? Bây giờ nhá, Quang sẽ mở webcam này anh em nhìn đó Đây là cái webcam của chúng ta đang mở đúng không? Đó Quang đang nhìn vào đây này Đấy thì uh, nếu mà anh em không dùng cái webcam thì như nào? Chúng ta tắt cái ứng dụng webcam đi hả? Tắt đi như thế này thì nó chỉ là tắt bằng điện thôi, nó không thực sự bảo mật, nó không thực sự tắt cái chiếc webcam của chúng ta đi. Và với một cái chiếc laptop sang xịn và đắt tiền như thế này ấy, thì chúng ta sẽ không tắt laptop à không tắt webcam bằng điện mà chúng ta sẽ tắt bằng cơm, bằng một cái nút gạt, bằng một cái nút gạt ở bên phía thân máy chúng ta sẽ gạt một phát. Đó, qua sẽ gạt này. Chúng ta sẽ tắt webcam đi này. Đó, như thế này tức là chúng ta đã tắt điện, tắt webcam hoàn toàn bằng cơm. Uh, nghe thì hơi thủ công nhưng đây mới chính là một cái công nghệ cực kỳ sang xịn và chúng ta có thể kiểm soát hoàn toàn cái sự riêng tư, sự bảo mật của chúng ta trên chiếc laptop HP Spectre X360 13 inch chính hãng Việt Nam. Cái lý do tiếp theo ấy mà để cho mạng studio lựa chọn và để cho Quang thích cảm thấy thích thú đối với chiếc laptop HP Spectre X360 13 inch này ấy, đó chính là cái sự mỏng nhẹ anh em ạ. Ờ... Uh, cái laptop ấy thì cấu hình mạnh nó chỉ là một cái yếu tố thôi, nhưng cái thời lượng pin trâu và cái sự mỏng nhẹ ấy, để cho chúng ta có cái tính di động hàng ngày ấy, đó mới chính là cái lý do để cho chúng ta lựa chọn khi mà uh, sử dụng giữa laptop và desktop thông thường thì cái chiếc laptop HP Spectre x360 13 inch này ấy nó mỏng một cách đáng ngạc nhiên luôn anh em ạ. Đó anh em có nhìn thấy không? Rất là mỏng luôn và thêm nữa nhá là anh em để nên nên chú ý một cái thông số đó chính là cái chiếc laptop này ấy, thì có cái thời lượng pin ấy, có cái dung lượng pin là lên tới tận 60 w ừ, giờ Vâng, pin 60W giờ có thể đủ cho anh em đi làm cả một ngày dài năng động luôn mà không cần phải sạc lại. Đó, vừa máy vừa nhẹ nhẹ chỉ khoảng 1,3 kg với cái vỏ nhôm nguyên khối cùng với cái lớp kính cường lực nhá. Anh em nhớ đấy, lớp kính cường lực và vỏ nhôm nguyên khối mà vẫn chỉ và cùng với pin 60 giờ mà chỉ nặng có 1,3kg thôi thì nó Là một cái sự gì đó rất là kinh khủng Đấy à, Có nhiều anh em ấy thì có nói với cả mạng stereo là em thích máy tính mỏng nhưng mà em vẫn thích đầy đủ cổng kết nối à Ok máy tính mỏng đầy đủ cổng kết nối thì tất nhiên rồi à, Đã mỏng thì chúng ta sẽ chỉ có các cổng USB Type-C thôi đúng không Thì trên cái chiếc laptop HP Spectre X360 13 inch này ấy, Thì HP Đã rất là Khéo léo khi mà chúng ta vẫn có tích hợp được một cổng USB-A ở bên cạnh trái của máy và vẫn chúng ta có đầy đủ cả cổng 3,5 inch cho audio à còn về bên cạnh phải phải máy thì chúng ta sẽ có là hai cổng usb type c hỗ trợ thunderbolt 4 và hỗ trợ luôn cả power delivery thì chúng ta có thể dễ dàng sạc được cho máy và dễ dàng có thể sử dụng những cái chiếc dock ví dụ như thế này đó đây là một cái chiếc dock đó, cái chiếc này là USB Type-C dock Thì chúng ta sẽ có một cái cổng ao USB 3.0 này Chúng ta có một cổng HDMI này Và chúng ta có thêm một cổng USB Type-C Vừa là để xuất tín hiệu và cũng có thể vừa cắm sạc được vào đây luôn à, Và tất nhiên rồi, uh, sạc Type-C thì chúng ta sẽ được HP đi kèm luôn một cái củ sạc Type-C rất là nhỏ gọn 65W cực kỳ tiện như này Sạc này thì chắc chắn là sạc luôn được cho cả điện thoại rồi Sạc nhanh cho điện thoại rồi, cực kỳ tiện nữa Nhưng lại vẫn chưa hết quá trời phụ kiện luôn đây là một cái bút đi kèm luôn cái chiếc bút này mà chỉ cần nhìn thôi là anh em cũng đã thấy là nó rất là xịn rồi đó sang không anh em nó cực kỳ tiện luôn cái chiếc bút này là bút à, có thể sử dụng để viết để cảm ứng ở trên cái màn hình ạ vâng cái này cực kỳ tiện và đẹp và hp cũng như quang thấy là đã đi kèm ở trong đây là tận đến hai cái đầu bút ạ hai cái đầu bút ở trong máy thì như này là khi mà chúng ta dùng đầu bút thứ nhất mà có vấn đề chúng ta đổi hẳn sang đầu bút thứ hai, thứ ba, cực kỳ tiện, rất là lâu dài. Uhm, và cuối cùng đi, cuối cùng là một cái yếu tố mà chắc chắn là anh em sẽ cân nhắc khi mà mua chiếc máy này đó chính là cấu hình. Thì cái chiếc HP Spectre uh, X360 13 inch này thì sở hữu là CPU Intel Core i7 uh, 1165G7 mới nhất đến từ Intel và RAM 16GB cùng với cả SSD 1TB. Nhớ nha, ED 1TB chứ không phải là HD 1TB đâu, ED một 1TB. Thì cái cấu hình này ấy, thì nó thoải mái sử dụng cho anh em khi mà anh em có thể khi mà anh em sử dụng cho văn phòng ấy. Vâng, và, và chắc chắn rồi, nó sẽ có unlock bằng mặt quá nhanh luôn anh em ạ. Mình sẽ tôi bị nghiện cái unlock bằng mặt này rồi, tôi sẽ lại unlock lại cho anh em này. Đó, chúng ta dựng lên này. Đó, và vua lên. Happy ending luôn. Vâng. Và anh em nghĩ sao về cái chiếc laptop này? Đừng ngại để lại comment xuống bên dưới nhé và đừng quên hãy bấm like, share và subscribe để ủng hộ cho mạng Studio ngày càng phát triển nhé. Và nếu mà anh em muốn cái series sướng không này ấy, tiếp tục được những cái video sau thì hãy comment cái chiếc sản phẩm tiếp theo nhé, cái sản phẩm tiếp theo mà anh em muốn tham gia vào cái series này nhé. Tạm biệt anh em.